đến với bản tin Bão tin tức. Ngày hôm nay có những thông tin nào đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiến thuật du kích của Hamas và mối nguy xa lầy với Israel trong chiến sự Gaza. Hàng loạt tên lửa tấn công vào Israel và giao tranh nổ ra ở khu phố trung tâm Gaza City cho thấy nguy cơ về một cuộc xung đột kéo dài ở giải đất này. Thứ hai vừa qua, các chiến binh Palestine đã bắn một trong những loạt đạn pháo lớn nhất vào Israel trong nhiều tháng, trong khi lực lượng Israel tái giao tranh với các chiến binh Hamas tại một khu phố ở Gaza City, thủ phủ của giải Gaza. Những động thái này là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột có nguy cơ trở thành một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài khi các chiến binh Palestine tập hợp lại và tái vũ trang. Palestine Islamic Jihad, một đồng minh của Hamas, tuyên bố họ đã bắn rocket vào miền nam Israel. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công tên lửa và 20 quả đạn pháo đến từ khu vực Khan Yunis, phần lớn đã bị chặn lại, không gây ra thiệt hại. Trong lúc đó, Israel đã tiến hành một chiến dịch kéo dài nhiều tháng ở Khan Yunis, Gaza để truy tìm các nhóm chiến binh và kết thúc vào đầu tháng 4. Trận pháo kích hôm thứ Hai lại càng làm tăng thêm thách thức cho Israel, buộc nước này phải tiếp tục theo đuổi chiến dịch tiêu diệt tận gốc các nhóm vũ trang của Palestine ở Gaza. Benjamin Netanyahu phát biểu trong bài phát biểu hôm thứ Hai cho biết: "Chúng ta đang tiến gần đến giai đoạn cuối của quá trình tiêu diệt Hamas và sẽ phải nhắm tới những tàn dư của nhóm này trong tương lai, cho thấy Israel đang chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến." Thủ tướng Netanyahu đã nói rằng ông sẽ không kết thúc chiến tranh nếu không có chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, bất chấp việc quân đội Israel đã công khai tuyên bố vào tháng trước rằng việc tiêu diệt Hamas hoàn toàn là mục tiêu không thể nào đạt được. Cuộc tấn công của quân đội Israel vào khu phố Shuja Iza của thành phố Gaza bắt đầu vào tuần trước và khiến nhiều gia đình người Palestine phải chạy trốn để bảo toàn mạng sống, cũng cho thấy Israel khó có thể đạt được mục tiêu chiến tranh đã tuyên bố của mình là xóa sổ Hamas khỏi vùng đất này. Chiến dịch này là hoạt động mới nhất trong một loạt các cuộc đột kích mà lực lượng Israel đã phải quay trở lại khu vực mà họ đã rút quân vì Hamas đã tập hợp và giành lại một số quyền kiểm soát. Hamas cho biết họ đang phản công ở Shuja Iza. Vào Chủ nhật, lực lượng này đã công bố một đoạn video cho thấy lực lượng của họ đang bắn đạn cối vào lực lượng Israel trong khu vực. Lực lượng Israel đã quay trở lại một số khu vực mà họ đã kiểm soát trước đó, bao gồm Jabalia ở phía bắc vùng đất này và bệnh viện lớn nhất của giải đất, Al Shifa, nơi quân đội cáo buộc là trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas đang ở đó. Các nhà phân tích an ninh cho biết Israel đang có nguy cơ chìm vào một cuộc xung đột lâu dài với Hamas. Nhóm đã chứng minh khả năng tồn tại phi thường dựa vào một số ủng hộ từ dân số rộng lớn hơn Gaza. Hitterman, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Tổ chức Tư vấn International, cho biết đó là một vũng lầy. Đây sẽ là một cuộc xung đột cường độ thấp trong một thời gian dài. Bạn có thể sử dụng các hoạt động quân sự để đẩy Hamas vào nhiều khu vực khác nhau của Gaza, nhưng cuối cùng họ sẽ lọc trở lại thông qua hệ thống đường hầm và đường bộ. Họ đang tuyển thêm tân binh mỗi ngày. Những người trẻ tuổi đã mất gia đình, họ sẽ đăng ký. Sau loạt tên lửa tấn công vào sáng thứ Hai, quân đội Israel đã cảnh báo người dân Palestine ở một vùng phía nam giải Gaza phải rời đi, bao gồm các khu vực Khan Yunis và Rafah. Có thể là báo hiệu các hoạt động tiếp theo của Israel ở những khu vực mà quân đội đã chiếm giữ trước đó trong cuộc chiến. Mặc dù năng lực quân sự của Hamas đã bị suy yếu do cuộc tấn công của Israel, nhóm này đã cho thấy khả năng tấn công liên tục vào lực lượng Israel, thường hoạt động theo nhóm nhỏ hơn và sử dụng chiến thuật du kích. Theo một đánh giá của tình báo Hoa Kỳ, cánh quân sự của tổ chức này cũng có kho vũ khí đáng kể. Một đánh giá công khai riêng biệt từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết vào tháng 2 rằng Israel có khả năng sẽ phải đối mặt với một sự kháng cự vũ trang dai dẳng từ Hamas trong nhiều năm tới. Israel cho biết họ đang ngăn chặn khả năng buôn lậu thêm vũ khí vào giải Gaza của Hamas sau khi lực lượng Israel giành quyền kiểm soát biên giới Gaza với Ai Cập. Giao tranh ở Shuja Iza, một khu phố lớn của thành phố Gaza mà Israel đã chiếm giữ trước trong cuộc chiến, diễn ra khi các quan chức quân đội Israel ra hiệu rằng họ sắp kết thúc các hoạt động chiến đấu lớn ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, nơi mà Israel cho biết là thành trì cuối cùng của Hamas.
Thủ tướng Netanyahu cho biết trong những tháng gần đây rằng chiến dịch ở Rafah là điều cần thiết cho tầm nhìn của ông về chiến thắng hoàn toàn. Sau Rafah, quân đội Israel dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn chiến đấu cường độ thấp mới, bao gồm các cuộc đột kích dựa trên thông tin tình báo. Một viên chức quân sự cấp cao nói rằng hoạt động quân sự ở Suza Iza nhằm mục đích ngăn chặn Hamas tập hợp lại ở đó. Quân đội Israel cho biết hàng chục chiến binh đã bị tiêu diệt cho đến nay ở Suza Iza và họ đã định vị được vũ khí đột kích vào các khu phức hợp có bẫy mìn và tháo dỡ các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí. Một sĩ quan Israel đã nói, chúng tôi sẽ liên tục điều động ở bất cứ nơi nào chúng tôi thấy có nỗ lực tập hợp lại hoặc nỗ lực tái lập chính quyền hoặc nỗ lực đưa đủ loại vũ khí vào của Hamas. Hamas đang cố gắng tấn công Israel từ đó bằng cách bắn súng cối và tên lửa từ mặt đất, nhưng phải thông qua các đường hầm tấn công, và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Quân đội Israel cũng cho biết họ muốn phá hủy các đường hầm, đặc biệt là những đường hầm có thể sử dụng để tấn công Israel và các khu phức hợp trên mặt đất mà Hamas đã chiếm giữ. Hôm thứ Hai, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy một đường hầm dài 1 km ở trung tâm Gaza. Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tiêu diệt khoảng 14.000 chiến binh tại vùng đất này, tức là khoảng một nửa số chiến binh Hamas mà họ tin là đang hoạt động ở Gaza khi cuộc chiến bắt đầu. Nhưng Hamas vẫn có thể tuyển mộ thêm các chiến binh. Các nhà phân tích quân sự cho biết Hamas đang di chuyển lực lượng vũ trang của mình từ nơi này sang nơi khác, thường tránh đụng độ trực tiếp với quân đội Israel để tồn tại và tiến hành chiến dịch du kích. Orion, một chuẩn tướng đã nghỉ hưu của Israel cho biết, tôi không tin rằng Hamas đang tìm kiếm một trận chiến rộng lớn, quyết liệt, nơi tất cả lực lượng của họ đều ở ngoài chiến trường chờ chúng tôi kết liễu. Họ di chuyển xung quanh và họ tránh tiếp xúc theo nghĩa rộng vì họ làm việc để bảo toàn lực lượng. Suzato đã bị sốc khi phát hiện ra hàng ngàn san hô mà ông ấy đã dày công nuôi dưỡng ở vùng biển ngoài khơi Bali, Indonesia đang chuyển sang màu trắng. Chỉ trong vài tuần, công việc bảo tồn trong nhiều năm của ông ấy đã bị phá hủy do nhiệt độ môi trường nước biển ấm hơn bình thường do biến đổi khí hậu gây ra. Neoman là một hướng dẫn viên lặn của địa phương, 51 tuổi, ông đã chứng kiến điều này trước đây, lần đầu tiên vào năm 2010. Ông nghĩ san hô trông thật đẹp khi chúng chuyển sang màu trắng ngọc trai, nhưng sau đó ông phát hiện ra rằng vẻ đẹp đó đã phải trả giá. San hô thực sự đang bị tẩy trắng và có nguy cơ bị chết. Một chuyên gia về san hô sau đó đã thông báo cho ông biết điều này. Khu vực này đã hứng chịu đợt tẩy trắng hàng loạt lần thứ hai vào năm 2016. Bị kích thích bởi nhiệt, hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra khi san hô trục xuất các loại tảo đầy màu sắc sống trong mô của chúng. Nếu không có những loại tảo hữu ích này, san hô sẽ trở nên nhợt nhạt và dễ bị đói, bị bệnh tật hoặc chết. Dựa trên việc thu thập và nghiên cứu dữ liệu của chính mình, Neoman ước tính rằng khoảng 90% san hô trong khu vực của ông ấy đã bị tẩy trắng. Neoman, người đã trồng ít nhất 6.000 chất nền nhân tạo trên biển để phát triển các dạng san hô cho biết, thật đau lòng, rất nhiều san hô mà chúng tôi trồng đã chết. Vào tháng 4, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo xác nhận rằng các dạng san hô trên thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng toàn cầu do biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, đây là sự kiện toàn cầu thứ tư được ghi nhận và là sự kiện thứ hai trong 10 năm qua. Neoman được coi là anh hùng bảo tồn địa phương ở làng Bondalem của ông trong 17 năm qua. Ông theo dõi đời sống của các dạng san hô trên biển, ngay ngoài khơi bờ biển phía bắc của đảo nghỉ mát Bali của Indonesia. Ông nói, chúng tôi hy vọng có thể khôi phục lại được toàn bộ san hô tồn tại ở Bondalem, vì theo những người lớn tuổi, các dạng san hô ở đây thực sự rất đẹp. Cố vấn bảo tồn biển cho Trung tâm Tam giác san hô phi lợi nhuận về môi trường của Indonesia cho biết, san hô của nước này có khả năng phục hồi tốt hơn so với các khu vực khác và có xu hướng phục hồi nhanh hơn do xảy ra hiện tượng trồi, một quá trình đưa nước mát từ độ sâu của đại dương lên vùng nước nông nơi san hô sinh sống, do đó dẫn đến nhiệt độ bề mặt nước mát hơn mức trung bình. Nhưng ông tin rằng nước dâng lên sẽ không đủ để cứu các dạng san hô khỏi mối đe dọa
của biến đổi khí hậu. Thế giới cho đến nay đã ấm lên 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và bằng chứng khoa học cho thấy thế giới đã đạt đến điểm bùng phát thảm khốc khi 70% đến 90% dạng san hô trên thế giới được dự đoán sẽ chết dưới sự nắng nóng lên như vậy. Cố vấn bảo tồn biển cho biết, khoảng thời gian giữa các sự kiện tẩy trắng hàng loạt trên toàn cầu đã ngày càng ngắn hơn. Năm ngoái, khoảng 2/3 diện tích Indonesia, trong đó có đảo Java lân cận, trải qua mùa khô khắc nghiệt nhất kể từ năm 2019 do hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài hơn bình thường. Quần thể cá voi lưng gù của Brazil đang trên đà hồi phục. Theo nhóm bảo tồn Ballet du Berthe, cá voi lưng gù đang quay trở lại vùng biển Rio de Janeiro để sinh sản. Cá voi lưng gù, một loại cá voi tấm sừng hàm, gần như bị tuyệt chủng do nạn săn bắt bừa bãi kéo dài hàng thế kỷ và được tăng cường vào thế kỷ 19 bởi công nghệ hiện đại. Theo trang web của IWC, nhiều quần thể cá voi lưng gù đã bị săn lùng giáo giết trong suốt những năm 1960 khi các hoạt động săn bắt cá voi của Liên Xô vẫn đánh bắt được cá voi lưng gù bất chấp thỏa thuận của Ủy ban Cá voi Quốc tế nhằm ngừng săn bắt loại cá này kể từ năm 1963 trở đi. Cá voi lưng gù có thể dài tới 16 mét, di cư hàng năm từ Nam Cực để sinh sản. Theo người sáng lập Ballet du Berthe, hiện đàn cá voi đang dần hồi phục và quay trở lại các khu vực sinh sản trước đây như Rio de Janeiro. Theo nhóm, mặc dù số lượng tăng từ 2.000 cá thể lên tới hơn 30.000 cá thể ở khu vực Rio trong mùa di cư, nhưng cá voi lưng gù vẫn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau, chẳng hạn như vướng vào ngư cụ, đâm vào tàu và suy thoái môi trường. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, cá voi đứng đầu trong chuỗi thức ăn và có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của môi trường biển, đóng vai trò quan trọng trong việc thu giữ carbon từ khí quyển. Sau bão Barry, người dân Caribe tấp nập săn cua. Bờ biển Hillside Beach, một thị trấn đánh cá gần Kingston, Jamaica, tập trung người săn cua hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7, một ngày sau khi cơn bão Barry đi qua. Khi một số người dân Jamaica dọn dẹp những mảnh vụn sau cơn bão, những người khác chuẩn bị đi săn cua với dao dựa trên tay. Những người thợ săn kiểm tra dưới những tấm ván và ngó xuống nước để tìm cua. Một con cua nhanh chóng được vớt lên khỏi mặt nước và cho vào túi. Người dân địa phương giải thích, khi trời mưa nhiều, cua sẽ xuất hiện nhiều. Vì vậy, khi đủ mưa, chúng tôi sẽ ra ngoài, tận hưởng và bắt càng nhiều cua càng tốt. Gần đó, một gia đình cũng cùng nhau bắt cua và chất đầy túi trong khi những gia đình khác kiên nhẫn chờ đợi. Một thợ săn cua 51 tuổi cho biết, sau cơn bão hay cơn mưa, cua lại lên. Đó là món ngon của người Jamaica. Chúng tôi rất vui. Và sau đó, chúng tôi có thể chế biến chúng với ớt cay và cà ri. Một ngày mới bắt đầu, mọi người nghiêng mình trên mặt nước, bắt cua và cho vào túi. Cô gái 23 tuổi này đã bắt được con cua đầu tiên, không gì có thể cản đường được cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này và bắt được một con cua. Hầu hết mọi người đều rất sợ hãi, nhưng tôi đã làm được. Hoạt động săn cua tại bãi biển Hillside có được là nhờ cơn bão Barry vừa đi qua. Đây là một hoạt động giúp người dân ở đây có thêm thu nhập và mang lại tinh thần sảng khoái. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh Báo Tin Tức trong thời gian vừa qua. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và nhận thông báo để có thể cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.